Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi hành trình di chuyển máy xúc vào trong bản để làm việc. Hiện tại Mạnh đang có mặt tại đường mòn Hồ Chí Minh. Đây là địa phận thuộc huyện Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình. Đường mòn này thì bây giờ rất là đẹp và ngon rồi, nên cái việc di chuyển máy cũng khá là dễ dàng. Để đi vào trong bản làm việc thì hiện tại máy của mình thì đang cần di chuyển khoảng 5 km ở ngoài đường mòn Hồ Chí Minh, sau đó mới rẽ vào trong bản. Đợt này chắc là vào bản cũng làm khá lâu đấy các bạn ạ. Cũng mới nhận được một ít công trình vào làm đường khai thác gỗ, khai thác keo, nên là mới đưa vào để làm. Đường mòn Hồ Chí Minh này thì hiện tại là đường 2 chiều, nên là khi di chuyển thì nó cũng hơi khó khăn một tí. Khó khăn ở đây đó chính là khi mà muốn vượt xe khác thì mình không thể vượt được, vì mật độ giao thông ở đây thì có đoạn thì rất là đông, nhưng mà có đoạn thì lại vắng. Nhưng mà hầu như máy của mình đa phần là di chuyển chậm hơn máy nhà người khác, nên là không cần phải vượt cũng được. Hòa Bình thì đất rất là rộng đây, toàn bộ là đồi núi này. Mất khoảng 5 km di chuyển ở ngoài đường mòn Hồ Chí Minh thì anh em chúng tôi đã di chuyển vào được một con đường đi vào trong bản các bạn ơi. Đường này thì là đường trong bản rồi, nên chắc hẳn là sẽ không có đường đẹp rồi. Đường ở đây thì đa phần là được đổ bằng đá, có đoạn bằng đất nên đường rất là gồ ghề. Cộng với cái việc là ở trên bản trên núi ấy, thì họ khai thác keo thì xe chạy vận chuyển keo rất là nhiều, nên cái việc là đường hư hỏng thì cũng nhiều thôi. Đây, toàn ổ trâu ổ gà. Nếu như bình thường 5 km di chuyển ở ngoài đường bằng đường Hồ Chí Minh, đường nhựa đẹp đấy, thì chúng ta chỉ mất một khoảng thời gian rất là ngắn. Nhưng mà khi di chuyển vào trong cái đường trong bản trong núi ấy, thì ngoài độ dốc ra thì đường nó còn xấu đấy, chỗ cao chỗ thấp chỗ gồ ghề. Chính vì vậy nên chúng ta không thể đi hết số hoặc hết ga được, nên là tốc độ nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Bình thường thì xe máy chúng ta đi tầm nửa tiếng, nhưng mà khi di chuyển bằng máy xúc vào đây thì phải tầm tiếng rưỡi trở lên, rất là lâu. Vào trong bản rồi thì một mình một đường luôn. Hơn thì mình di chuyển nó nhanh hơn, thì nó không thể mất thời gian và nó đỡ tốn dầu hơn rất là nhiều, và nó không hại cho lốp láp của chúng ta. Chắc là hết đoạn này là hết. Đấy, lên trên bản thì rất là đông các bạn ạ, quá đông luôn. Đông ở đây tức là đông đất,
đất quá rộng, mênh mông. Ở thành phố thì đất chật người đông, gọi là muốn đậu máy một tí rất là khó, nhưng ở đây thì không có thiếu gì chỗ đậu máy. Nhưng mà cái hạn chế là khi mà di chuyển vào trong này thì anh em chúng tôi bắt buộc phải di chuyển vào tới nơi luôn, còn không nữa thì phải mang theo đồ ăn đi, vì ở đây thì hầu như là không có quán ăn rồi. Những con đường lắt léo chạy dọc quanh những quả đồi. Cũng may là vào tới đây đã có đường đẹp để đi rồi các bạn ạ. Không phải đi qua những cái đoạn đường đất, những đoạn đường đá gồ ghề nữa, nên là việc di chuyển của anh em chúng tôi cũng đã nhanh hơn rất là nhiều. Vào đây thì suốt cái dọc đường mình đi thì hầu như là rất thưa nhà ở, và đặc biệt là không có quán xá gì, chỉ có đất và keo thôi, ngoài ra thì không còn cái gì khác. Ít đi lại nên là đường nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Chuyển sang bằng đường bê tông rồi nên cũng bớt gồ ghề hơn so với cái khúc đường ban đầu vào. Càng đi sâu vào bên trong thì anh em chúng tôi càng tiến sát với những ngôi nhà ở trong bản. Lúc này là máy đang lên dốc. Ở đây thì chắc hẳn là không thể kiếm được những cái đường nào mà bằng phẳng rồi. Có lên dốc thì chắc chắn sẽ có xuống dốc. Của Hòa Bình đây. Ngày xưa thì ở đây còn rừng nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Bây giờ toàn là đồi núi, người ta trồng bằng keo thôi. Bây giờ cây keo là cái cây kinh tế. Máy của mình đã được bền bỉ an toàn hơn.
thì bắt buộc ta phải leo bằng số 2 rồi. Cái này có số 3 thì chắc chả leo lên nổi đâu. Những con máy nào mà cũ mà chân cẳng còn yếu kém ấy thì những cái đoạn này thì còn không lên được bằng số 2. Thiên nhiên.
thì máy của anh em tôi cuối cùng cũng đã tới được cái địa điểm làm việc đấy. Di chuyển ở trong này cũng khá là khó khăn, di chuyển